lắp con máy bơm biến tần nha mọi người. Còn biến tần ở đây thì hiện tại là gia đình anh xài Reken, còn mình thì mình lắp nhiều loại lắm, Reken, Adadino hay là một số các cái sản phẩm biến tần của Pentax các thứ ấy, thì nó cũng có luôn, nhưng mà chủ yếu là mình xài cho Adadino luôn. Lùi lại một xíu. Ở đây được rồi. Đây, cắt cái phần này thì hai phần ở đây được rồi. Okay. Còn đây là cái con cũng là cái bơm điện tử luôn nha mọi người, nhưng chắc anh xài lâu rồi nên là nó ổn quá, nhưng thực ra dòng này thực ra xài không ngon nha mọi người. Đây là Nanoco này, trước mình có lắp mấy con thì nó bị lỗi rồi nè, cho nên là mình hạn chế, mình không xài cái dòng này nữa. Con này thì có công suất nhỏ vậy đó, 130 thôi nha mọi người, quá bé luôn. Đây thì anh xài cho nước lạnh thôi. Đây là cái bồn một khối của Đại Thành, thì anh không xài máy nước nóng rồi, anh không xài máy nước nóng là mặt trời. Anh xài máy cấp trực tiếp qua đây, Alstom. Hai con này dành cho hai tầng nha, mỗi tầng một con máy. Đây là máy gián tiếp nha mọi người, máy này khoảng 30 lít. Đó. Không xài máy nên là mặt trời nữa, bơm để trong nhà hết luôn, không có sợ mưa nắng gió bao gì cả. Đây là con biến tần của mình nhá, đối chưa, ok chưa, bôi keo chưa, xả đi, từ từ nhá, từ từ thôi, nhỏ. Đó, có cần ấy không? Có cần cắm thêm một xíu vào chỗ đó nữa không? Cái sợ nó bắn ngoài không? Không, sao đâu, chắc trở lại được rồi. Tại nó đang sạc nước để cho anh vệ sinh cho bồn. Cắt con này đi cua. Đây là biến tần nữa rồi. Modem của nó, 400. Cắt thấy tụi mấy đứa trên mạng thì review cái máy này ok lắm. Này ngon mà. Hay là cái đùng. Này em bây giờ đó. Làm ăn mà. Máy này thì anh khỏi lo, cho máy này là máy là bảo hành từ nhà phân phối 24 tháng. Cứ tí luôn. Em cứ nghĩ đi. Làm ăn phải rất là rõ ràng và minh bạch. Người mua bây giờ mà người không biết thì ít lắm, còn người biết thì rất là nhiều. Tuyệt lắm. Đến khi mọi người, đây là giấy bảo hành của nhà phân phối này. Nhà phân phối này thì của Tân Hào Phát nha mọi người. Đây, Tân Hào Phát. Đây là có mã sản phẩm, tên máy bơm, mua hàng của khách hàng và nơi cung cấp. Đó, cái tí. Đây là hình dẫn sử dụng. Thằng này sao trong lúc có cần tháo luôn không hay là cứ để cho nó xảy hết đây? Tháo bơm luôn đi, tháo bơm để không dưới đường làm như không thì tháo rồi, chắc chắn là phải tháo rồi, nhưng mà bây giờ khóa nước này nói chung là trong quá trình cắt ra chắc chắn là nó sẽ bị rò nước ở đây một ít anh này. Không sao, chắc chắn là một tí xíu rồi để em làm được. Anh có cần nâu không? Nó có cần nâu chứ? Không, cái này không cần, ở dưới thì ok, cái này thì rò này tí xíu để đừng có để mà em đạp lên lát được chim lên cái gì dưới nó quặn hết. Ok. Chắc khả năng phải mở cái vòi lạnh đi để cho nó chảy bớt ra chứ không sợ thắt cắt cái này vào cái này nó chảy được nhiều. Với cả anh ơi, nếu mà trong quá trình mà khóa cái thằng này này, em sợ thằng này nó bị mất nước rồi, tắt luôn cho em cho anh. Đây là cái má của nó này, còn đây là máy bơm nha mọi người. Con này chạy thì em cực kỳ luôn, hoặc nghĩ tổng quan của nó nha mọi người, đầu hút chụp lên lốc kèm van một chiều bên trong nha mọi người, cảm biến dòng chảy trong thường thì không cảm biến dòng chảy nhé, dòng thường cao cấp thì nó có cảm biến dòng chảy luôn nha mọi người. Đầu mồi nước này là cái đầu cấp nước ra của nó, xem cái nhát của nhà phân phối này cao cấp cái kèm nó. Đây là tản nhiệt 8W. Còn ở đây thì đây, thông số kỹ thuật của nó nha mọi người, đặt thương hiệu Reken này, cái bơm này, công nghệ của Nhật nhé, 400i này, xài điện bình thường mà 1 pha nha mọi người. Con này đây tối đa 35m, lưu lượng 1 giờ của nó là 2.3 khối nha mọi người. Đó. Rồi đặt xa này. Đó.
áp của nó, nhưng mà yếu nhất một khối, tối đa là 2,3 khối này. Đó. Công suất tiêu thụ điện là tối đa 400W. Đây là lưu lượng về của nó này. Con này thì cũng như con mấy dòng tay can khác mình hay lắp cho nhau mọi người, đều xài đầu cắm âm dương này, rất là tiện, cắm thứ ta cắm dương. Ở đây thì bộ mạch điều chỉnh, thì là chú đó mình sẽ chặt dưới sơ qua sau. Đây là phần tắt này, đây là nút tắt mở nguồn này, đèn báo vận hành của máy bơm này, tăng giảm áp này. Khi mà máy bơm bắt đầu vận hành ấy, cái con số ký áp ở đây và con số công suất nó sẽ hiện trên cái bảng điều khiển nét này luôn. Còn đây thì 4 chế độ nhé, tản nhiệt tản mát không hoạt động này, nhiệt độ này, mất nước này, rò rỉ điện này, 4 cái tính năng nó sẽ hiển thị ở đây. Tháo cho hai cục này cả. Con người ta bởi vì là kiểu nhiều khi mình ngồi điều hòa nó mát rồi, nên mình ra cái chỗ nóng quá mình chịu nhiều, nó sốc nhiệt đấy. Nữa, mở nữa. Quay kìm ngược lại đi. Tháo ra mà. Ê, quay kìm ngược lại đi. Lộn ngược lại kìm lại. Rồi. Từ đây ra đi. Tháo từ đây ra. Trông nó tính lên. Cần trượt tay đấy. Mở ra một kia mới tính lên. Nước lá, rồi mở nước lá. Bay đi xem được chưa? Chờ tính. Đẩy cao lên tí, nó quấn đầu bơm. Đẩy cao lên, nó quấn đầu bơm. Khó thì không, tay đi. Cắt cái con bơm cũ được rồi cho mọi người. Đây là mình đang thử con bơm của mình này. Đây là bơm cũ cho mọi người. Đây, cũng đầu hút này. Cũng chụp lên đâu mọi người. Đầu ra nước này. Đầu ra nước này. Cảm biến tự ngắt này. Mồi nước cũng rờ nghe rồi cũng bình áp cũng... Đây, điện tử cho mọi người. Nhưng con này thì công suất nó nhỏ xíu à. Thương hiệu Nanoco nha mọi người. Đây. Có 0.13 trên W thôi. Tức là con này 130W cho nhau mọi người. Cái này rất bé nhất trong hệ bơm tăng áp luôn, 130W, nên là rất là yếu. Thành con máy bơm nha mọi người. Đây, đây là cái đầu ra của nó. Có cái van để, có cái tắc co để thoát nước nha mọi người. Đây là đầu hút, kiểu lại như cũ nha. Đây là cắt chính của nó. Đây mình xài ổ điện tấm cắt nha mọi người, nó rất là tiện lợi luôn. Trên đây thì đây, khu này là cái khu trong cái sàn nhà. Cái này là bơm nó để thoải mái luôn, không sợ nắng mưa gì hết. Mình sẽ kết nối nốt cái phần dây điện của nó để khi xuống bên nhà để mở nước thử cho mọi người coi nhé. Để chúng ta cái máy bơm biến tần, cái này nó nóng khủng khiếp hơn mọi người, 2000 độ, hoàn thành cái phần quá trình lắp đặt dây điện đi về góc đó rồi, cấp điện cho nó, rồi mình hút này, đây mở nước này, đây đây nó hút này, và một đường về tới máy nước nóng, đường đi xuống, rồi sớm 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 mình chỉnh lại cái đường dây điện cho nhau, cái đường nóng bắt đầu chịu không nổi rồi. CP nha mọi người, CP của hai cái máy Aditon nóng tầng trên và tầng dưới, và đây là CP của máy bơm, máy điện từ đây luôn. Ok, thử nước nhé. Lên căn. Anh thử dùng em nhé, anh bật CP xong. Em tổng dây điện cho nó như thế này. Bảy đỡ luôn. Anh mở đi, anh mở CP em cái. Rồi, ok rồi. Khi mà cái bơm nó vận hành cho mọi người, đây là cái đèn nguồn này. Đây là cái đèn nguồn, đây là cái đèn vận hành nhé, nó sẽ quay tròn như vậy. Còn đây là áp suất, đây là cái lưu lượng của nó, còn đây nó sẽ báo như vậy.
bốn cái đèn led thì mình có giải thích được. Led thứ nhất là tản nhiệt là bị lỗi là không chạy được, hai là nhiệt độ, ba là mất nước, thứ tư là rò điện. Chúng ta sẽ ngắt cái máy bấm ở đây nha mọi người. Chúng mọi người phải dùng muốn giảm xuống ấy, nếu như không cảm thấy lưu lượng mà nó mạnh quá hoặc là áp nó ở dưới nó mạnh quá, mọi người muốn giảm thì mọi người bấm cái nút này thôi. Mọi người giảm cái số này nó sẽ giảm xuống. Đây, mình thăng lên này. Hết cỡ của nó là 35 mọi người. Mình để các mặt điện đi, 30 đi. Mình để 30. Mọi người vẫn bảo trì bỏ xuống hay là muốn sửa chữa hay là tháo dỡ cái gì đó thì mình muốn tắt cái bấm cái này, tắt bơm đi. Đó. Khi nó ngắt thì nó sẽ từ từ nó đóng lại, nói chung là rất là êm nhẹ nhàng luôn mọi người. Không có chê chứ, chê anh vú chứ. Có chê bác. Đấy là mạnh nè. Anh Thảo cái này chưa? Tôi cho mọi người phát sinh mình thì cũng không quan trọng đâu, khách hàng thì người ta cần sao thì mình đáp ứng. Hiện tại ở đây thì chị gái chị không chịu cho nên là mình với anh quyết định rời cái máy bơm ra ngoài. Đây hồi nay là lắp ở trong cái máy này luôn này, rời ra ngoài này luôn, đi ống từ trong là mất một cây của mình, hai bên hai cây đường cấp, đường hút và đường ra này, đó hai cái là đóng xuống này về tới con bơm. Chung nằm đây thì ok rồi nha mọi người, mưa nắng thì thoải mái rồi, đường điện mình không phải kéo vào tới đây luôn. Để bơm mình để đúng trong đây luôn. Mưa nắng thì bao rồi. Mình chỉnh lại cân đối hết được, đổ đường ra hết rồi. Đó, giờ thì mình cắt lại nước thì cũ rồi. Phần điện ở kia thì mình đấu xong hết rồi, mình chỉ rời ra đây thôi nha mọi người. Đó, nói chung mất thêm cơ 1 tiếng rưỡi của mình nữa. Đây. Rồi, bơm một tiếng để đây mọi người. Rời hết ra ngoài kia rồi. Đây, chuyển xuống. Đi một đường dài ra ngoài kia. Mày không nhìn cái gì luôn. Để ra xa thì mình cho phun phát thanh lớn lớn xíu. Đây là đường ống nó đi mà khá ngoan nghèo nha mọi người. Tại bởi vì nó phải kéo từ trong nhà đó ra. Mình để ý rồi. Từ trong đó ra tới đây là hết đúng một cây 4 mét của mình. Còn thêm cái phần này cấp rô nữa. Tại bởi vì là tầm khoảng cỡ 5 mét. Thế là hai cái này thì chia là 10 mét của mình. Đó, là đường hút và đường đẩy. Đó, nó xa khoảng tới 10 mét mà. Chạy em như vậy mọi người. Điện đã hết chung là mình giảm xuống 25 rồi, anh kêu vẫn mạnh. Nên là nếu chiều anh xài anh cảm thấy nó mạnh hoặc là nó căng quá thì anh có thể giảm xuống. Nói chung dòng này thì tăng chỉnh thoải mái nha mọi người. Đó, kiểu cảm thấy nó mạnh quá giảm xuống. Đó, cảm thấy nó yếu ấy, tăng lên. Đó, rất là tiện lợi. Xài theo nhu cầu của mình. Còn cái dòng phổ thông thì nó nhược điểm của nó là nó không có chỉnh được. Ví dụ 130 thì nó chạy mắc 130, 500 thì chạy mắc 500, không có tăng chỉnh được. Đây là hiện tại mình đang ở Khang Điền nha mọi người, thành phố Thủ Đức.